Mặc dù đã được đầu tư xây dựng nhiều hệ thống cầu bắc qua sông, nhưng mà hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đang tồn tại nhiều bến đò hoạt động ngang nhiên vận chuyển chở khách qua sông. Tuy nhiên, về hoạt động tại các bến đò này còn rất bất cập, khiến các cái bến đò luôn tiềm ẩn những cái mối họa mất an toàn, nhất là trong cao điểm mưa lũ. Bến đò Cung qua sông Lam thuộc xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Mỗi ngày có hàng chục lượt chuyến đò chở khách qua sông. Thế nhưng, việc mặc áo phao cũng như các biện pháp an toàn khác khi qua sông thì không mấy ai quan tâm. Và chỉ đến khi xuất hiện ống kính của phóng viên, việc mặc áo phao và bố trí các dụng cụ cứu sinh trên đò mới được thực hiện theo hình thức đối phó. Giao thông đường thủy là một cái là rất nói cũng đã xảy ra, không xảy thì thôi. Nhưng mà đã xảy ra là rất nghiêm trọng. Tinh thần tự giác của anh khách qua đò là không được tự giác như giao thông đường bộ. Họ thấy áo pháo đó cho họ cũng không tự giác để lại mà mặc. Tuyến đò này rất chính nguy hiểm. Bởi vì ở đây có các lạch nước rất chính xoài. Thói quen của người dân này thì thật sự là một cách đối phó. Khi mà có cơ quan chức năng đến thì người ta có cho mình cùng rất chí ít khí. Người dân rất ít khí mặc. Đò không được trang bị đầy đủ các dụng cụ cứu sinh và thói quen không mặc áo phao khi qua đò là thực trạng đang tồn tại ở hầu hết các bến đò hiện nay. Với 15 tuyến sông, toàn tỉnh Nghệ An hiện có 8 bến đò ngang hoạt động phục vụ chở khách. Điều đáng nói, trong đó một số bến đò chưa được cấp phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động. Tại các bến đò được cấp phép thì cơ sở hạ tầng đã xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí không được đầu tư, nâng cấp, nhất là hệ thống đường lên xuống bến, khu vực nhà chờ. Các bến đò luôn trong tình trạng nhếch nhác, mất an toàn. Việc đảm bảo an toàn, tĩnh mạng cho cái việc mà các cái du khách đi qua các bến đò là cái việc được đặt lên hàng đầu. Khiến cái hạ tầng cho giao thông đường thủy là một việc rất là cần thiết. Tuy nhiên nó tùy điều kiện thực tế của tài từng bến đò để có một cái giải pháp với phương châm là đảm bảo tốt nhất. Do tâm lý chủ quan mà cái thời gian tham gia hoạt động trên sông ít, cho nên là họ vẫn còn một số người và tham gia cái hoạt động trên sông vẫn chưa sử dụng các cái áo phao. Và đối với những trường hợp đó thì chúng tôi kiên quyết nhắc nhở, đầu tiên là chúng tôi nhắc nhở và sau đó chúng tôi kiên quyết nếu như mà tái phạm chúng tôi sẽ lập biên bản xử lý. Để tiết kiệm thời gian và tiện cho công việc, rất đông người dân vẫn thường sử dụng đò ngang để qua lại mỗi ngày. Và những gì đang tồn tại hiện nay, những chuyến đò ngang đang tiềm ẩn những mối hiểm họa khó lường khi có mưa lũ lớn.